Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì tụi mình lại tiếp tục đi đánh chim hút mật. Hôm nay tiếp tục đi đánh chim hút mật ở trên Hà Lâm. Đâu? Cái đầu cái điều á. Tùng đó thấy không? Đỏ hòm về thấy không? Thấy chưa? Đó. Thấy rồi. Hai con luôn. Thấy rồi. Có con. Hai con. Ồ. Con kia chưa đỏ đúng không? Nếu thấy một con nó bay ở đó. Nó đang đợi á. Đó. Đang đợi á. Con. Con con bố. Hai bố con đi à? Nhanh lên. Tóc hẳn lên. Hai đỏ luôn hả? Lụm gạo. Hai con luôn. Rồi, lụm gạo một con. Con đó xuống rồi. Ôi. Ê, nó sống. Nó sống. Kêu nữa đi, gọi nữa đi. Này phải hai bố con nó nãy không? Hai bố con nữa à? Còn mấy con khác nữa đâu? Bóng. Bóng mà bóng lưỡng luôn đấy. Từ đầu mùa ấy giờ được con này là đẹp nhất này. Con này vừa nát xong lông, bóng lưỡng. Nắp bữa với đâu rồi? Ủa, ai biết? Đã đi ra bố con mà phát hai bố con rồi. Ngon quá, đẹp quá. Tiếp theo con này. À, nó đẹp á, nó bèo bèo gì đó nha. Nhưng mà con này không đẹp đâu. Con này nó cần chắn. Con này nó không có cái độ bóng mấy. Nhìn nó hơi sơ á. Thay lông. Chưa, đừng có kêu. Con này nhẹ ta biết liền à. Sao đuôi nó nhìn mắc cười dữ vậy. Đang ra này ra được cọc nữa. Chuyền beo. Mưa đâu? Có đâu? Mưa rồi. Rồi.
rồi, tới công chuyện rồi. Trời ơi, liều mạng nguyên một đống ong, tí chết. Lồng này dính hai con hai bên nè. Con đỏ còn lắm. Hai con. Rồi, ok, hai con tiếp theo này. Được, có con này con bèo đẹp chưa này. Bèo này vừa to vừa đẹp. Người nó bự kìa. Bự chào bán, người tròn quay à. Nhìn heo vậy. Rồi, con thứ hai là một con mái. Hai con hai bên, một đực một cái. Rồi, mình vừa đi tới đây thì thấy khung cảnh nó đẹp quá, mình phải dừng lại mình quay thôi. Nè, chỗ này có con suối đẹp lắm này. Được chưa? Nó có thể nói là tụi mình đang ở trên đỉnh luôn rồi. Khiếp khủng quá, mây. Chỗ này cũng có rất là nhiều người họ đi đồng đi thôi. Khung cảnh đây giống như là một cái Đà Lạt vậy đó. Y chang Đà Lạt luôn. Tuyệt vời.
Chơi gì kỳ vậy? Trời ơi, nó bay lượn, nó 30 vòng nó đi vô. Lượm gạo. Rồi, ok. Còn tiếp theo. Con này nó lượn 80 vòng nó mới vô. Gọi nữa không? Mũi không nó bay như ong. Khiếp thật. Trời, ok, tiếp theo cũng là một con chuyền beo. Đúng săn đầy đầu này. Dọc. Nghe gì đâu. Móc lên luôn. Gọi luôn. Con này con thứ 6 rồi. Ôi ơi, cắn nhau. Ơi, cắn nhau. Nó mới dính nó còn sung. Rồi, tụi mình đi tới chỗ này, cái nghĩa địa này mà thấy cái thác nước đẹp ghê. Thác nước từ trên núi chảy xuống. Wow. Đã ghê chưa? Từ khe núi nó chảy xuống. Từ trên đây khe núi này. Thank you.
ngọt luôn. Rồi lợp gạo. Lưỡi không để màu hết á, lưỡi không để màu. Dính sắc pháo đỏ au rồi nè. Dạ. Yeah. Nãy nghe rõ ràng cơ. Mãi là kêu về nó còn cần chuyển ở đâu đấy trong đây rồi. Ok, con tiếp theo này, con này nó đang thay lông cổ trắng héo à. Con này khó vô cảm lắm nha, em pháo mà cổ nó thay lông như này nè, nó yếu lắm, khó vào cảm. Đuôi cũng đẹp, đuôi ra đủ. Con này thuộc dạng là nó xong cái này là nó đẹp luôn nè. Ok, con tiếp theo. Con máy, con máy già. Rồi lộm pháo này đẹp này, con này để đem bẫy ngon này. Máy này đẹp ghê ta, máy già nè, chắc là chơi nè. Con đã là người rồi luôn. Ừ, ngại vào như vậy để về vào cám sắp đi mồi ngon này. Nè máy pháo máy già mọi người, bóng bóng lưỡng à. Đấy, con bóng bóng thì dễ vào cám, khả năng vào cám rất cao. Bóng ghê. Bỏ túi rồi. Con này vào cám khéo khéo, còn nguyên là ngon. Con gì kêu trên. Máy. Trời này ghê. Gen xì vậy trời. Đỗ quên không? Bị nghe đỗ quên rồi. Rồi, một con đỗ quên mọi người ơi. Đỗ quên mà còn non, không có màu nữa. Con này khả năng con chim mái nó còn non, chả có màu mè chứ, thôi thả luôn. Đây con máy rồi. Úi xời ơi, con máy.
Ôi giời, nó còn bay luôn đấy chứ. Sống luôn rồi. Bởi ba lục nhỏ là cái lò xo nó yếu á, chụp không có xuống cái gài được. Hay bị vậy đó. Rồi, ok, chim cò đã về tới nhà rồi mọi người. Hiện tại bây giờ tối thui, tối đen, tối mò rồi. Thì mình về tới nhà cái là chiều mưa luôn rồi. Cái là mệt quá, đâu có ăn uống gì đâu mọi người. Đi xuyên qua trưa luôn mà. Cái xong rồi về tới nhà là đến 3 giờ chiều. 3 giờ chiều xong rồi sổ chim ra cho ăn rồi. Xong rồi tắm rửa ăn cơm xong nằm vật ra ngủ tới giờ tối mới tỉnh lại luôn mọi người. Phê bà cố luôn. Chung mấy cái ngày mà mưa bão như này đi, vừa mưa mà vừa nắng rồi lúc nắng lúc mưa tùm lum hết trơn đấy. Đấy thành ra là sáng sớm mà đi không được, phải đi trễ. Trễ cái xong rồi về trễ. Cái xong rồi ra tối thui và làm một cái clip đi đánh chim mọi người hết nguyên một ngày luôn đấy. Giờ này đang vào cám mọi người, mình đã chia ra rồi cám nước cho tụi nó hết rồi. Thì đối với lại những cái con mà nó đang thay lông ấy, thì tỷ lệ vào cám khá là chua. Như cái đợt đám chim đợt trước đấy là được 7 con trống. 7 con trống mà vào cám được có 4 con à, còn 3 con thì thả. Đấy, còn đợt này đợt mới, tại chim ở đây mình không giữ lâu đâu. Chim đây là mình vào cám là cứ đúng một tuần. Đúng một tuần, chẳng hạn hôm nay là thứ hai đi, thì thứ hai tuần sau là mình sẽ thả. Con nào không ăn là sẽ thả, chứ không có để lâu dài đâu. Tại vì lâu lâu như vậy thì nó cũng cứ vậy à, nó không thay đổi gì được cả. Đấy là mình cứ một tuần thôi, mỗi con là sống ở đây một tuần. Con nào mà ăn được cám thì để nuôi, con nào không ăn cám mình thả mọi người. Đấy thì tổng cộng bữa nay là được 2, 4, 6 6 con chim sắc pháo trống. Đấy, với lại cả mấy con pháo mái nữa. Con mái thì cũng có, con mái đẹp. Đấy thì đám chim ấy thì không có được nhiều, nhưng mà quan trọng nhất là mang đến những cái clip cho mọi người xem không? Khá là thú vị. Cũng như là mọi người có thể thấy phong cảnh ngày hôm nay đi vô cùng đẹp đúng không mọi người? Đúng là phong cảnh trên Lâm Đồng mình đi chuyến nào mình cũng thấy cảnh đẹp hết trơn ấy. Chuyến nào có cảnh đẹp chuyến đấy, đã thật đấy chứ. Đấy rồi, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cái video ngày hôm nay nha. Này quá mệt rồi, phê như con tê tê luôn. Đấy, điện mình vẫn để ở đây cho nó ăn đến tầm 8-9 giờ tối đó là mình mới tắt đi cho nó ngủ. Rồi, cảm ơn mọi người, mình cũng kết thúc video tại đây và hẹn mọi người những cái hành trình đi bẫy chim tiếp theo trên kênh của mình nha. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.